Trong những năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đặc biệt coi trọng, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt và đạt được những kết quả nổi bật. Đảng bộ Yên Thắng hiện có 20 chi bộ với trên 400 đảng viên. Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã đẩy mạnh việc nghiên cứu học tập, quán triệt thực hiện quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05. Qua đó đã phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, ngay từ xa, từ sớm. Nhờ vậy, hệ thống chính trị được củng cố, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Rà soát những các đồng chí cán bộ, đảng viên, trước hết là trong nguồn và những đảng viên giữ nguồn để cho bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, cũng học về lý luận chính trị, để nâng cao cái trình độ, năng lực và cái nhận thức để về quán triệt triển khai với chi bộ, nhất là các cái đồng chí mà là cấp ủy các chi bộ cũng như giữ nguồn cho khóa tới là cấp ủy chi bộ, chúng tôi đều tổ chức bồi dưỡng về mặt tư tưởng chính trị cho các đồng chí nhận thức sâu sắc về công tác xây dựng đảng. Ban Thường vụ các cấp ủy cũng đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên. Đến nay đã có trên 50% trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng là một trong những nội dung được chú trọng. Nhiều cấp ủy đã hướng dẫn nội dung sinh hoạt, ban hành tiêu chí cụ thể, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường kiểm tra giám sát sinh hoạt theo chuyên đề. Việc phân công cấp ủy viên các cấp phụ trách địa bàn được duy trì đã kịp thời nắm bắt, chỉ đạo giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc và kiến nghị ngay từ cơ sở. Đặc biệt là trong cái thời gian vừa qua thì đối với Đảng bộ xã Khánh Phú thì đã phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách trực tiếp các chi bộ. Đấy, từ lúc chuẩn bị sinh hoạt chi bộ của các đồng chí ban chi ủy và đến cái sinh hoạt chi bộ thì các đồng chí đảng ủy viên là trực tiếp chỉ đạo và theo dõi đối với cái chi bộ được phụ trách. Hai nữa là đối với thường vụ thì chúng tôi cũng phân công các đồng chí thường vụ là thường xuyên đi dự ở các cái chi bộ để nắm bắt tình hình. Năm 2020, toàn tỉnh đã kết nạp được 1.701 đảng viên mới, đạt 106,3%, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm, nâng tổng số đảng viên trong toàn tỉnh lên 73.147, với 669 tổ chức cơ sở đảng. Hầu hết các chi bộ thôn, tổ dân phố đã rà soát, phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ để giúp các gia đình thoát nghèo vươn lên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Về cấp ủy có phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí một để quán xuyến và quản lý cái đội ngũ đảng viên. Và thực tế là trong quá trình là 5 năm vừa qua, thì đối với chi bộ Quảng Hạ chúng tôi, thì cũng đã xây dựng là chi bộ là luôn đạt trong sạch vững mạnh, và cá nhân đảng viên thì cũng mỗi một năm là có từ 2 đến 3 đảng viên là đảng viên là đạt mức xuất sắc tiêu biểu. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng đã có những chuyển biến rõ nét, từ đó củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng.